Alo, nghe rõ không? Anh đợi nhóm em chút xíu ạ. Theo lịch là hôm nay mấy nhóm thuyết trình ta? Nhóm của Vinh là nhóm của tuần rồi dồn qua, còn theo lịch là bữa nay mấy nhóm thuyết trình? Bữa nay chỉ có một nhóm chính thôi. Một nhóm thôi hả? Ít vậy Đáng 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 lẽ ra là bữa trước là hai nhóm dùng qua đây đo luôn anh. là sao, không hiểu. Đáng lẽ bữa trước là ba nhóm thuyết trình luôn á. Ba Tại cái nhóm lịch, luôn hả? dạ, lịch nó dồn lại anh. Bây giờ mình còn có ba tiết buổi à? Dạ. Ủa, nhưng mà anh đã Sao sửa anh? chương trình đào tạo còn 9 buổi rồi mà. Anh chưa cái chương trình slide luôn anh, cái chương trình dạy á luôn anh. Nhóm mở giúp anh cái nội dung chương trình đào tạo xem. Biết ở đâu không? Trong phần có đó. Rồi nó chần dần trước mặt xong rồi thoát ra ông nội hay. Đó, phía dưới đó. Dạ hôm bữa hình như anh mới đổi mới nên em Trong vô. web á, đổi cái gì mà đổi, sửa từ lâu lắm rồi ông ơi. Vô cái chỗ ngày 9 tháng 9 kìa, không vô. Mấy người này mơ mơ không mà gửi ở đâu cũng vậy, có một link thôi. Đây, sửa lại còn 9 buổi mà. Buổi này buổi thứ mấy? Buổi thứ mấy mới được? Buổi thứ 8 anh. Buổi thứ 8 có một nhóm. Là cái nhóm nãy à? Quá trình phát nóng và nguội lạnh, các chế độ làm việc. Nhóm 9. Nhóm 8 là dùng bữa qua. Tại em xem cái chương trình cũ á. Rồi, qua slide đi. Câu hỏi hồi nãy, rồi bây giờ nhóm đặt câu hỏi cho các bạn đi, rồi xong rồi coi có cái vấn đề thắc mắc anh hỏi sao vậy, để cho nó liền mạch. Trước khi làm bài tập cho hỏi thăm tí coi đồ án môn học làm được không, thấy dễ không? Có nhiều cái nó khó khó hiểu quá, chưa xác định được yêu cầu đề. Quá ghi rõ ràng vậy luôn mà em chưa xác định được luôn. Đồ án môn học dạy đủ chưa? Có cần cập nhật thêm yêu cầu không? Hỏi không trả lời. Tăng gấp cái đôi. cái cái lịch chính là cái lịch chừng anh có thể cho cái lịch cụ thể để mình ở đoán không anh, hay là cái Mai này báo anh cáo luôn lấy được không? wow, mày sao báo cáo chưa chuẩn bị anh ơi, Hả? chưa Thì chuẩn biết bị gì nói đó. chết luôn á. Trời, dễ mà, có gì không? Dễ bây nhiễm chứng thì có. Để anh coi lịch, rồi anh sẽ cho mấy đứa một cái hướng dẫn soạn file báo cáo, rồi hẹn một cái buổi nào cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật. Chắc lớp mấy đứa tào 60 đứa thì chắc tầm 2 ngày. Thôi, nhóm tiếp tục đi, cuối giờ mình còn dư giờ mình tâm sự tiếp.
Anh à, em hỏi cái này luôn, cái mình báo cáo theo nhóm hay là theo từng thành viên? Như những môn học trước, Là sao ạ? môn học trước báo cáo làm sao giờ báo cáo vậy? Báo cáo đồ án theo theo nhóm ấy, theo theo nhóm không anh? Ừ, theo nhóm nhưng mà hỏi từng người. Xin vấn đáp, dạ em hiểu rồi. Nói chung là hỏi dễ thôi, không khó đâu, đừng lo. Hoặc buông là môn thứ tư đừng nào nói gì. Câu anh nói hỏi dễ em mới lo anh. Nỗ lực hỏi dễ mà. Chấm chín liên tục. Rồi nhóm nhóm đặt câu hỏi cho các bạn đi. Các bạn có cảm thấy là cần học thêm một buổi để chúng ta ôn tập không hay đặt hỏi? Có một buổi Cần tại vì chúng ta đáng lẽ 11 buổi mà giờ còn 9 buổi, thằng đứa nào muốn học thêm buổi thứ 10 không? dạ có anh hỏi cả lớp giơ tay rồi và dễ biết. Nó đâu trả lời đâu, hỏi trả lời thì khỏi dạy thôi, có gì đâu. Giả vờ câm thì chứ anh cũng giả vờ không biết thôi, đơn giản vậy. Giờ học thêm 2 buổi được không anh? Đi 2 buổi giữ ông thần, 2 buổi để làm gì? Em cho anh cái chương trình đào tạo đi. Rồi 14 người giơ tay, 14 trên 60 chưa được nửa lớp bỏ dạy. Ba ba rồi. Môn truyền động điện này hả? Anh phải cho cái thời gian nữa để mọi người download mới giơ tay được. Đau quá cái gì, nó ngồi nó mơ mơ thì có bấm điện thoại không, thuyết trình thì đọc cho nó hết giờ rồi. Nói vậy mà mắc mệt rồi. Các bạn được 37 trên 60. Cắt được rồi, như đó đủ rồi. Ok các bạn bỏ tay xuống đi. Thì nếu được thì mình có thể là hết buổi thứ 9 thì mình có thêm buổi thứ 10 để mình coi mình ôn tập sơ sơ để mình thi, hay là củng cố lại những kiến thức các bạn bị hỏng. Nói chung là môn truyền động điện này học đúng chất, cực kỳ khó nha các bạn, không có dễ. Cái mà các bạn đang thuyết trình giống như cưỡi ngựa xem hoa, cưỡi nhảy cà thọt ăn trên đầu trên cổ à, đâu có hiểu gì đâu. Rồi nhóm đặt câu hỏi đi, cuối giờ mình bàn tiếp. Vì chị các bạn mà các bạn đi vào phần câu hỏi của nhóm mình là câu hỏi đầu tiên. Khoan, Quang Hưng trọng với Khôi bỏ tay xuống đi. Rồi, tiếp đi. Câu đầu tiên là mục đích của việc tính toán công suất động cơ là gì? Không biết các bạn nào trả lời không ạ? Nếu không có thì mình xin chia đáp án là mục đích làm việc của việc tính toán động cơ công suất là mục đích của nó là, đó là việc làm rất là quan trọng. Nếu chọn đúng công suất, hệ hệ truyền động sẽ làm việc an toàn, kinh tế động cơ sẽ làm việc đúng với tuổi thọ thiết kế và máy máy sản xuất sẽ phát huy hết năng suất của nó.
Câu hỏi tiếp theo là nếu chọn công suất động cơ quá lớn hoặc quá nhỏ so với yêu cầu của máy thì chuyện sẽ xảy ra. Mời các bạn ạ. Cho nó 5 phút để nó từ từ suy nghĩ đi, và mới đặt câu hỏi có tí xíu chưa kịp suy nghĩ. Cái phần tính chọn công suất động cơ này nó liên quan đến cái đồ án môn học của mấy đứa đó, mà nãy em thấy nhóm thuyết trình nó báo cáo sơ quá, không có đủ ý. Mình là bạn Kim Cương ạ. Theo mình là nếu mới chọn động cơ có công suất quá lớn thì cái giá thành này nó sẽ cao, và nó hiệu suất của nó là giảm. Còn ngược lại, nếu mà ta sử dụng động cơ có công suất quá nhỏ so với yêu cầu thì động cơ không làm việc được hoặc bị quá tải, dẫn đến phát nóng quá nhiệt độ làm gây cháy và giảm tuổi thọ của động cơ. Bạn nói là nếu mà công suất quá nhỏ thì sao vậy? Công suất mà quá nhỏ thì động cơ sẽ không làm việc được, hoặc là dẫn đến quá tải, hoặc là làm cho nhiệt độ có thể gây cháy và giảm tuổi thọ của động cơ, nhiệt độ cao. Câu trả lời của bạn là chính xác nha. Và đây là đáp án của nhóm mình ạ. Là chi tiết hơn chút xíu thôi, chứ cũng giống cái ý của bạn. Rồi câu hỏi tiếp theo. Căn cứ vào đặc tính phát nóng và nguội lạnh của máy điện thì người ta chia chế độ làm việc của truyền động làm mấy loại? Mời các bạn. Mời bạn Nguyễn Kim Cương ạ. Cương mở mic. Nói lên Cương. Quên mà biết. Mới nãy mình nghe bài giảng là có ba chế độ làm việc, là chế độ làm việc ngắn hạn, chế độ làm việc dài hạn và chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại. Câu trả lời của bạn chính xác rồi nha. Mời mọi người qua câu hỏi tiếp theo ạ. Đồ thị phụ tải của truyền động điện có ý nghĩa như thế nào? Mời các bạn. Mời bạn Nguyễn Nhật Huy ạ.
Thì theo nhóm thuyết trình hồi nãy thì đồ thị phụ tải của truyền động điện có ý nghĩa rất lớn trong tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện. Đó chính là cơ sở để tính toán và xác định công suất và lựa chọn động cơ điện. Câu trả lời của bạn chính xác rồi nha. Cảm ơn bạn. Phần câu hỏi của nhóm em đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia. Nếu các bạn có câu hỏi gì đặt cho nhóm mình thì cũng có thể đưa ra để nhóm mình có thể trả lời. Cảm ơn. Cái gì hết vậy? Vậy giờ anh hỏi thêm. Quay lại slide đọc quý thuyết các slide mà các bạn báo cáo. Ông tắt con trở lại cho nó nhanh em ơi. Bấm chạy nhức đầu quá. Rồi, dừng lại. Xuống nữa. Tiếp. Nữa. Rồi. Dựa vào cái sơ đồ này, cái TOD là gì, cái TOD là cái gì, rồi TO là cái gì, BC là cái gì, giải thích cái giảng đồ này nha anh nghe coi. Hưng trả lời này. Dạ thưa anh, là cái tô OD là nhiệt độ máy đạt đến giá trị ổn định, là cái đó là cái nhiệt độ ổn định. Còn cái tô là cái phương trình nhiệt sai. Còn cái BC là nó là phụ tải. Phương trình nhiệt sai đó nó được mô tả như thế nào? Dạ, phương trình nhiệt sai là nhiệt sai ban đầu cộng với nhiệt sai ổn định trừ nhiệt sai ban đầu nhân với 1 trừ E mũ trừ T trên phi. Rồi, như vậy cái giảng đồ đó tạ đường cong từ dưới đi lên có ý nghĩa gì? Dạ, để em suy nghĩ. Dạ anh ơi, cái đồ thị nó đi lên là chứng tỏ là cái tô đó tỷ lệ thuận với thời gian tăng thì cái tô nó tăng tới phải cái không? Tô dạ phải không cái đâu em nghĩ vậy không biết đúng không nha anh, nói thử nghe chơi. Dạ. Khi mình khởi động máy á, thì cái nhiệt độ này nó sẽ tăng dần, mà sau khi cái thời gian mà khi mà cái chạy đến một lúc nào đó thì cái nhiệt độ này nó
cái tô này nó sẽ tăng dần đến gần cái tô OD này. Ừ. Nó sẽ tăng tới mức tiệm cận với tô OD này. Nếu trên cái tô cơ này sẽ động cơ nó sẽ báo là quá tải. T là gì? Tô là gì? Tô là gì nó lại ra? Khi mà ta khởi động động cơ thì động cơ cái tô này nó sẽ tăng dần lên. Anh hỏi tô là cái gì? Là cái nhiệt sai à? Nhiệt sai khác nhiệt độ chỗ nào? Thì nó là độ chênh lệch giữa cái nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ máy nha. Vậy thì khi mà cái tô nó chạy lên đến cái tô OD là tô ổn định á thì sẽ như thế nào? Nếu như nó vượt qua thì sao? Nếu mà theo như em nghĩ thì nó cái tô này nó sẽ như nếu mà như em nghĩ thì cái tô này nó sẽ chạy lúc này giữa cái tô và cái tô ổn định nó sẽ bằng nhau. Và thì ý anh hỏi là nếu nó vượt á thì như thế nào? Thì lúc này thì cái nhiệt độ của cái máy và cái môi trường thì nó sẽ chênh lệch cao. Trời, là sao nữa? Thì dẫn đến là máy nó hoạt động quá tải. Ừ. Máy hoạt động quá tải dẫn đến cái nhiệt độ giữa cái máy và cái môi trường nó chênh lệch cao lên. Nôm na là nó vượt qua cái nhiệt ổn định thì nó nóng. Dạ. Hồi thì nó quá tải xong rồi nó cháy vậy thôi. Không, nó sẽ sáng chứ nó sẽ cháy anh. Ừ, cháy rồi nó sẽ sáng. Dạ. Cháy sáng. Dạ. Có mùi thơm ha. Dạ. Rồi làm sao để xác định được một cái máy sản xuất nó thuộc cái chế độ làm việc nào? Ví dụ như là bây giờ cho một cái băng truyền chẳng hạn, người ta cho một cái yêu cầu bài toán, căn cứ vào đâu để mình xác định được cái chế độ làm việc của cái động cơ tương ứng? Ví dụ như cái cần cẩu đi thì sao? Dựa vào thực nghiệm đúng không anh? Dựa vào cái yêu cầu của cái nhà đầu tư đặt ra, của cái yêu cầu mà của cái công việc mà chúng ta muốn sử dụng động cơ. Như băng truyền thì chúng ta sử dụng cái động cơ này hoạt động trong thời gian lâu dài thì nó sẽ hoạt động liên tục. Còn đối với cần cẩu thì khi mà ta thực hiện một cái hoạt động như là múc hoặc là ở thì nó sẽ đóng ngắt, nghĩa là nó sẽ hoạt động theo những chu kỳ khác nhau. Thì cái giảng đồ mô tả cái đó là gọi là nó có tên là gì? Dạ là đồ thị phụ tải. Như vậy xác định đồ thị phụ tải có quan trọng không? Dạ có anh. Nó giúp cho chúng ta biết được cái gì? Nó giúp chúng ta biết được mối quan hệ giữa moment và công suất theo thời gian. Moment là công suất hả? Mấy đứa có cái đề cương ôn tập câu hỏi chưa? Cái bài tập ôn tập á có chưa? Cá bữa anh gửi em đúng không? À. À, đúng cái rồi. Đó em gửi cho lớp rồi nhưng mà các bạn hình như bữa mình gửi qua cái mét á, qua cái nhóm mét đó. Còn bạn nào thì bạn nào muốn đó, bạn nào ở lớp khác TD19 á muốn có cái tập này thì liên hệ với mình nhé. Tại cái này thì em ăn không cho đăng lên cái trang. Okay.
bây giờ Hưng có tải cái file đó về chưa? Mở thử có một cái bài tập cho anh coi coi. Dạ chưa anh. Chưa tải đi. Biết chỗ nào tải không? Dạ trên MATLAB. Đại sĩ gửi luôn qua cho tin nhắn này. Làm biến kiếm. Rồi xuống slide tiếp theo đi, lát rồi mình làm bài tập luôn. Slide tiếp theo của mấy đứa là gì vậy? Hello, hello. Nó đi đâu rồi? Hưng đâu rồi? Dạ đây anh ơi, đang tải. Xuống nè, slide tiếp theo đi. Cái từ hồi nãy, cái chỗ hồi nãy xuống một slide nữa. Cái phần này có phần bài tập mà mấy đứa không chịu làm. Rồi làm sao mà làm đồ án mà học. Rồi giải thích cái hình này cho anh coi. Cái độ ngắn hàng là gì? Giải thích cái giảng đồ thôi kìa. Ai biết có thể giơ tay giải thích lấy điểm cộng. Dạ đây là đồ thị của động cơ hoạt động ở chế độ là làm việc ngắn hạn, tức là lúc đầu ta cho nó làm việc thì có công suất cản nè, thì nhiệt độ của nó so với môi trường là sẽ tăng lên từ từ, nhưng mà nó chưa chạm tới to ổn định đó thì nó vẫn tăng, nó vẫn còn tăng được. Còn trong hình này thì chưa tới độ ổn định thì người ta đã không cho nó làm việc nữa thì nhiệt độ trên lệch so với môi trường nó sẽ giảm xuống. Cái động cơ này, cái kiểu, cái loại mà có cái chế độ làm việc ngắn hạn này á, nó em có thể ví dụ một số cái máy sản xuất nào có thể là tương ứng không? Dạ em nghĩ là thang máy hoặc là máy xay nước mía. Còn gì nữa không? Máy khoan hả? Quạt hả? Máy khoan. Khoan. Rồi, ok. Cái chế độ làm việc ngắn hạn này thực chất đó là cái động cơ nó làm việc không hết công suất, nhưng mà khi mà cái nhiệt độ nó vừa
cái tô á nó lên, nó mới vừa lên một khúc nhỏ nhỏ thôi, nó chưa đạt đến giá trị ổn định thì nó bắt đầu nó nghỉ, nó tụt xuống, cái éo từ trên dưới theo, nó lên chưa tới ổn định là nó nghỉ. Thì cái chế độ làm việc ngắn hạn này nó không có đều, tức là những cái như Phúc nói thì cũng đúng, nên là mình làm không hết công suất vậy thôi. Rồi xuống nữa coi. Rồi đây là cái chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại, tức là nó làm việc một cách đều đều. Thì cái mà điển hình nhất là cái việc mà động cơ làm việc luân phiên á, nó cũng không làm việc hết công suất, tức là nhiệt độ, khi mà nhiệt độ nó lên đạt cái tô đó lên đụng ngay chỗ cái mí đó là nó bắt đầu đi xuống, xong rồi lại lên tiếp, rồi xuống, rồi lên tiếp, thì gọi là làm, tức là nó vừa làm vừa nghỉ ha. Rồi bây giờ mở bài tập tải xong chưa Hưng? Hơn nó tiêu vậy. Bốc hơi hay gì đó. Dạ rồi anh ơi. Mở lên anh xem coi. Rồi mở bài 65. Trang số 13. Rồi bây giờ các bạn nhìn cái, bây giờ lấy giấy ra ha, vẽ cái đồ thị phụ tải của cái máy sản xuất này cho anh, và xác định nó là thuộc cái loại nào, dài hạn, ngắn hạn hay ngắn hạn lặp lại. Ở đây chưa cần tính chọn động cơ ha, động cơ người ta cho thông số luôn rồi. Rồi sau khi mà vẽ xong, xác định chế độ xong, bây giờ bước cuối cùng là kiểm tra tính hợp lý. Thì bây giờ làm hai bước đầu trước đi. Làm sao vẽ được cái đồ thị phụ tải kia. Vẽ một trục T và một trục M moment á. Rồi lấy giấy ra vẽ, xong gửi vô nhóm Zalo cho anh. Coi như bài điểm danh gần cuối, là ông gửi cho vắng trời. Cho 10 phút để làm nha. Mười, 10, 10, 40, 40, 50.